ngày hôm nay mưa lớn vẫn tiếp diễn tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Quảng Ninh với lượng mưa liên tục vượt ngưỡng lịch sử. Dự báo từ nay đến cuối tuần mưa lớn không suy giảm mà còn mở rộng ra toàn Bắc Bộ. Các khu vực vùng núi cần đề phòng lũ và sạt lở đất đá. Do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục đi qua Bắc Bộ với một xoáy thấp phát triển đến độ cao 5 km, nên từ ngày 25 tháng 7 đến nay 28 tháng 7, ở Quảng Ninh có lượng mưa từ 500 đến 700mm, một số nơi có mưa đặc biệt lớn như Cô Tô 810mm, Cửa Ông là 870mm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ nay đến ngày 2 tháng 8, vùng mưa to sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ, bao gồm cả Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Với lượng mưa dự báo có thể lên đến 100mm trong một ngày, có nơi cá biệt có thể lên đến hơn 300mm. Do đó, trên thượng lưu hệ thống sông Thái Bình có khả năng xuất hiện lũ với đỉnh lũ ở mức báo động cấp 2, cấp 3, có khả năng ngập úng ở vùng trũng thấp, ven sông suối và các đô thị tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Ngoài ra, nguy cơ cao xuất hiện lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ.